Dạ con xin chào cô chú, con chào cả nhà. Thì hôm nay con lên đoạn clip này con có đôi lời tâm sự với cô chú. Thì như cô chú thấy thì lúc nào con lên clip con chú cũng thấy con đeo cặp kính rất là dày, con bị loạn với bị cận. Thì dạo này thì mắt con nó hơi kém dữ lắm. Thì buổi tối thì con đi con không có thấy đường đi. Ban ngày con đi thì con thấy nó đã mờ rồi, mà hả mỗi lần cái trời mưa xuống ban ngày là con thấy là nó rất là mờ mờ khó chịu lắm, còn ban đêm mà mưa xuống là con không thấy đường luôn, là hầu như mỗi lần ban đêm trời mưa xuống là con ở nhà không, con không đi đâu gì hết trơn á, thì rất là gây nguy hiểm cho con. Thì con cũng mới đi khám cách đây mấy ngày thôi, thì con đi khám thì bác sĩ kêu con là phải đi tiêu đi mổ mắt gấp, thì bác sĩ kêu phải đặt lịch sớm mổ ra mổ mắt gấp. Thì hôm nay là thứ năm rồi, thì bác sĩ cho lịch là thứ hai tuần sau con đi mổ. Thì con lên con báo cho cô chú cả nhà biết là con mổ xong là con sẽ tạm thời gian con không có quay clip được cho cô chú coi để con dưỡng mắt của con, nhưng con sẽ quay sớm nhất cho cô chú có thể để cô chú coi clip. Thì trong khoảng thời gian con dưỡng đó thì mẹ con có rảnh được ngày nào mẹ con quay thì mẹ con cũng quay cho cô chú cả nhà coi. Thì rất là mong cô chú cả nhà vẫn luôn yêu thương, yêu thương các bé, vẫn coi clip ủng hộ cho kênh của con và các bé. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Thì bây giờ thì thứ năm của chú là ngày mai con phải đi lên xét nghiệm máu, thì con chỉ còn chơi được thứ sáu thứ bảy chủ nhật thôi, là thứ hai là con lên đường rồi, là của chú là hết thấy con rồi. Của chú coi con thì con đang rầu, còn bên đây vui với người chú vẫn giữ phong độ vui, còn bên đây chú thấy không, nó chia cặp ra chơi chơi chia cặp ra chơi hết trơn à. Cứ vậy chứ nói chứ con cũng vắng mặt thời gian, cô chú cũng nhớ các bé lắm luôn á. Cô chú đâu có thấy cô chú nó dở cũng đâu. Thì trong khoảng thời gian đó thì mẹ con rảnh được ngày nào mẹ con quay cho cô chú cả nhà coi. Thôi mẹ con thì đó giờ cũng không biết đằng sau có lỡ có clip mắc cười hay là bị gì đó, cô chú thông cảm cho mẹ con. Quay mà ví dụ như cái máy nó đảo thì nó giật gì đó cô chú. Đó, bên đây lại dở cái thế luôn, bên đây mũi cái tiêu hai bên hai cặp như hai hai đen nữa. Bây giờ mọi thứ thì con cũng tạm gác lại chuyện học, như bữa con có lên nói với chú biết là con đang học neo đó. Giờ con cũng tạm gác lại luôn rồi, con phải gác lại con đi bán buổi sáng nữa, gác lại hết hầu như là gác lại hết về chỉ có nhà trong phòng. Trời ơi cắn nhẹ nhẹ em thôi. Trời ơi bình yên nó cắn đau lắm cô chú, nó cắn giật bé vui đau lắm. Thấy bé vui nhịn cái là cắn tới luôn cô chú, không có nhiều nhịn vui gì hết trơn á, làm vui đau luôn cô chú. Mà vui nó vẫn thương em, nó vẫn chơi với em bình yên cô chú ơi. Dở quá trời dở. Ok rồi. Đi, hai biểu đi. Vui biểu đây. Rồi. Vô đây bẻ đây. Gì muốn? Gì muốn tới anh. Vô bắt tay đây. Bắt tay đây. Trời ơi, Muội nè. Chú nhớ muội không? Ly tỷ muội xưa đó. Cặp bài chuồng của cô chú hay coi đó. Bộ ba. Tỷ ơi, bẻ đi. Tỷ gì hai bẻ đây. Tỷ này, đây nè. Cô chú hay tròn rồi không? Nhìn cái tấm lưng, nhìn cái đuôi nó nhìn như con heo muội vậy đó, cô chú. Đó đây thì chồng đó, đây là tỷ muội chị em. Ly ơi, Ly ơi, Ly 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 hậu đó, đúng rồi, hậu hậu này là vậy đó, mỗi lần ông kêu thôi chứ kêu lại là không ai tới gần thì lấy cơ đó. Nhìn nó mặt hay dễ thương kìa. Hoa hậu đây hạnh phúc một chút, hoa hậu đây hạnh phúc, xin cười đi, xin cười đi, hoa hậu đây hạnh phúc. Trời ơi vui à, vui à,
Đây nó cười. Ở mẹ cô chú có thấy không? Tự nhiên bình thường nó kêu kêu ra hậu này là nó hậu hạnh phúc chứ. Nó cười nha. Nè, cho cô chú coi kìa, con cười kìa. Con cười nè, con cười cho cô chú coi kìa. Đây đang bụng lông. Trời ơi, cô chú coi nè. Lông. Trời ơi, nhỏ sao mà không bệnh. Con thì bị bệnh kiểu này cũng đủ là đứng như đây là đủ con ác xì nguyên ngày á cô chú. Mũi con rất là nhạy cảm với bụi với lông lá mà con kiểu này. Mẹ con nhắc tóc cho Long Hải sao mà nhìn mặt Long Hải nó ngố tàu quá chú, nó ngố con còn không nữa. Mình đi nha. Nó dở nha. Thôi thôi thôi, cô chú không thấy không? Vậy hỏi sao không có buồn. Thôi nhiều lắm. Bỏ vô cái lỗ xanh, cái thao xanh. Rồi nói với vô cái thao xanh cho em mới chơi vậy đó cô chú. Ngủ thì ra đây ngủ, còn thao xanh là để chơi. Trời ơi trời ơi, cô chú thấy không? Đem vậy rồi thấu một hơi lên rồi nằm vậy á. Nhiều lúc con với mẹ với bếp đâu có trên đây đâu có hay biết gì đâu cô chú. Nó đập cái đầu mình đâu có hay đâu. Vui nè, chơi bỏ em qua em bên nè, để cho em mới nhảy em có kiếm. Trời ơi, nó như con lăng quăng. Con rớt rồi luôn. Con rớt ra mà học bị đau. Đau gì nhỏ chứ gì, hai lót dưới đây mà đau gì nhỏ chứ hả? Hát sớm sớm. Vui à, bắt tay ơi. Nè, đây nè, cho con chú coi nè, bắt tay ơi. Tay đây đâu, bắt kia. Bắt cao quá nha. Rồi tay đâu, bắt đây. Rồi bắt kia. Bên kia ơi, giỏi với ta. Giỏi, giỏi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Bị mập địch. Ngồi xuống. Bị mập địch nó bắt thôi. Ngồi xuống. Rồi bắt tay ơi. Giỏi, bên đây, giỏi. Bên đây ơi, giỏi, bên đây ơi. Mệt quá, trời ơi, có mấy cái hành tôi quá. Mình chắc như nó vậy chú. Trời, tôi biết bắt tay chứ mà tôi khổ quá. Tôi bị ai cũng hành hết trơn, bắt được một lần bắt bắt hoài. Nói cái tội của nó, cô chú nghe đi. Chú coi. Dẻo dẻo không? Dẻo quá cô chú. Nhìn bé ơi. Ủa bụng, da bụng vui đẹp lắm nha cô chú ơi. Mẹ đi chen như mình yên nha. Còn nhỏ mà. Còn tơ mà. Giỡn cái giỡn cái vui. Giỡn mình nha. Cái gì vậy rồi? Con teo rồi. Bắt tay rồi. Thả thả cho con, con ra đi, thả cho con. Ăn là con giỏi nhất thôi. Rồi, cho ra chơi đó. Rồi, đã chơi không? Từ đâu? Rồi, đã chơi, đã chơi. Trời, nó bỏ rồi. Rồi, bắt đầu vui nó bỏ con kia. Vui nó bỏ rồi đi rồi. Bỏ, cô chú thấy rồi đó. Đó, thấy không? Nó đang chơi với mình đi. Mà con bé con ra rồi nó bỏ. Cô đi qua mình xó luôn. Mũi. Trời ơi, mẹ quay mình đi cho cô chú coi nè. Mình đi nó buồn nằm chèo queo luôn. Còn bà kia bỏ ra qua hàng xóm. Trời ơi, gan chơi dở ngay mà đi. Thôi, tức mất đi. Dạ thôi, con cũng xin kết thúc video clip tại đây. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Hẹn cô chú cả nhà trong clip tiếp theo. Bye bye cô chú và cả nhà.